Chào các bác, em lên sóng con rửa bát T5. Con này vừa mới dọn dẹp xong các bác nhé, rất là sạch đẹp này, mặt mũi đã làm trắng tinh tươm rồi, nhìn trông rất là mới luôn. Một con T5 em bán 3,2 triệu, bảo hành tận 2 năm cho các bác, yên tâm sử dụng nhé. Máy rửa bát Nhật thì nó chỉ có kích thước to nhất là dòng như này thôi, 6 bộ, dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn. Chiều cao của máy mở ra là cao, con này là 65 phân, chiều ngang 55, mã số 2. Hai số điện thoại giao dịch bên em được có Zalo quá nhé, hai kênh YouTube có xem kênh thì xem xin cho đăng ký kênh. Này, con này lưng tôn thành vách khá là phẳng phiu đẹp này. TR5 sản xuất năm 2012, series máy là 0280. TR5 các bác nhé. Cái bảng điều khiển này của các cái dòng TR từ TR3 cho đến TR9 thì nó giống nhau về chức năng 100% luôn. Đấy, không có gì khác biệt cả, đều là giống nhau hết. Tắt nguồn, bật nguồn, Econavi. Ruột này bên trong nó cũng giống hệt nhau. Khác nhau, nhiều bác hỏi tại sao con này đắt hơn, con kia đắt hơn. Nó khác nhau mỗi về năm sản xuất thôi nhá. Phần tính năng của máy rửa bát từ đời cổ Lahi đến bây giờ thì cũng không có gì khác biệt nhiều. Đấy, gần nhau giống như 99%. Xếp hai hàng này 12 bát con, 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô, khay bột sửa, khay rác. Vậy thôi. Chiều cao con này mở ra lại con này 65 phân nhé. Cao tổng cả cánh mở lên là 65 phân. Chiều ngang thì tất cả các cái dòng máy rửa bát Nhật thì đều rộng 55. Chiều dày, phần dày nhất của nó là 35 phân. Nói chung lắp đặt rất là dễ, lắp như máy giặt thôi. Ống cấp, ống thoát có đủ, về ai cũng có thể tự lắp được. Phần này nó mỏng cho nên là bố trí chỗ nào cũng dễ. Bố trí ở gian bếp của Việt Nam rất là dễ. 3,2 triệu các bác nhé. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Bác nào chưa có biến áp thì phải mua thêm biến áp là 500.000 nữa. Máy Nhật sử dụng điện 100V.